Ok, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã đến với video ngày hôm nay, tiếp tục là nhận định thị trường trong các phiên giao dịch thứ năm ngày 16 tháng 3 cũng như là phiên ngày hôm qua luôn. Chúng ta biết là thị trường hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường của chúng ta có những cái áp lực phiên đáo hạn, các cái hợp đồng nó được chốt và nó cũng ảnh hưởng một chút đến thị trường. Và chúng ta thấy là thị trường ngày hôm qua ngày 15 tháng 3 thì chúng ta thấy là thị trường có một cái phiên tăng tương đối là tích cực. Phiên tăng này là do chúng ta thấy là tối hôm trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họ đưa ra những cái việc là điều chỉnh cái lãi suất, thì những cái này được đưa ra tối hôm đó thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm sau thì thị trường được những cái thông tin tích cực và tâm lý nó tích cực, nó bay vào nó mua cổ phiếu thì chúng ta thấy là thị trường có một cái phiên tăng điểm. Thì chúng ta thấy là về mặt thị trường thì chúng ta thấy là đoạn này thị trường nó gặp những yếu tố nó rất là bất lợi. Bất lợi ở đây là chúng ta thấy là do các cái tình hình ở cái thị trường thế giới. Thì chúng ta sơ lược qua những cái yếu tố mà chúng ta thấy là thị trường thế giới trong cái giai đoạn hiện tại. Chúng ta có thể thấy là từ các cái thị trường từ Mỹ, từ khu vực châu Âu và quay lại châu Á thì chúng ta thấy là Nhật Bản, Hàn Quốc rồi các cái thị trường chứng khoán nó đều có những cái tiêu cực và nó có cái sự giảm điểm từ thứ tư tuần trước đến bây giờ. Thì nó do cái ngân hàng là SVB nó phá sản, thì những cái thông tin về ngân hàng này anh chị em có thể là chúng ta đọc báo nhiều rồi. Và hôm nay chúng ta thấy là tiếp tục là thêm một cái ngân hàng ở Thụy Sĩ nó đã gặp những cái vấn đề, nhưng mà chúng ta thấy là nó đang được cái sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ đang hỗ trợ cái thanh khoản cho cái ngân hàng Credit Suisse này. Thì chúng ta thấy là cái việc mà ngân hàng này nó gặp vấn đề thì nó đã 3 tháng rồi, nhưng mà hiện tại thì tiếp tục câu chuyện đấy lại quay trở lại và bắt buộc thì đối với Thụy Sĩ thì họ phải hỗ trợ cho ngân hàng này, chứ không thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, vì ngân hàng này là một cái hàng rất là lớn trên toàn cầu, nó ảnh hưởng. Đây là những cái yếu tố mà anh chị em của chúng ta có thể chú ý, bởi vì nó cũng là cái rủi ro cho thị trường. Thì chúng ta thấy là với cái việc mà các cái thị trường tài chính giảm điểm từ tuần trước đến bây giờ, và chúng ta biết là hiện tại chúng ta thấy là cái đồng Franc Thụy Sĩ, cái đồng CHF là cái đồng tiền dự trữ thứ hai. Những cái đồng tiền này khi mà kinh tế chính trị trên thế giới nó có những cái biến cố thì thường các cái giới đầu tư họ sẽ mua những cái đồng tiền này vào để họ dự trữ. Thì chúng ta thấy là hiện tại Thụy Sĩ đang gặp những cái biến cố cho ngân hàng này. Thì đồng Thụy Sĩ bị bán rất là mạnh trong những cái phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày hôm kia. Thì chúng ta thấy là hiện tại thì chỉ có hai đồng chính thôi, đó là do đồng để dự trữ, đó là đồng USD và thứ hai là đồng về vàng. Đấy là hai cái phương tiện hiện tại chính. Thì chúng ta thấy là với một cái bối cảnh những cái thị trường như là đồng Franc Thụy Sĩ nó bị bán và các cái thị trường chứng khoán bị bán, và chúng ta nhìn qua vàng. Đấy, mọi người có thể nhìn vàng ở đây. Thì chúng ta thấy là vàng có một cái sự tăng điểm mạnh mẽ trong giai đoạn một tuần trở lại đây, thì chúng ta thấy là một cái đà tăng hơn 100 giá, từ 1813 lên 1921 là hơn 100 giá. Thì chúng ta nhìn vào cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy là hiện tại cái xu hướng, cái dòng tiền nó đang có xu hướng là chạy vào vàng để tích trữ. Và chúng ta để ý nữa, cái thị trường dầu thô thì chúng ta thấy cũng đang có cái sự giảm. Thì từ những yếu tố như vậy thì chúng ta sâu chuỗi lại thì chúng ta thấy là cái dòng tiền hiện tại nó đang vào vàng. Và dòng tiền đang vào vàng thì chúng ta có thể là hiện tại các cái đám đông, các cái quỹ đầu tư họ đang rất là lo ngại về cái nền kinh tế thế giới. Đấy là những yếu tố rủi ro. Thì những cái yếu tố này thì anh chị em có thể là áp dụng phân tích lên thị trường thì chúng ta có thể phân tích được. Thì đấy là những cái yếu tố mà Hoàng cho rằng sắp tới thì sẽ có nhiều các cái khó khăn nữa, và chúng ta phải bám sát các cái thị trường thế giới. Khi mà thế giới nó bị giảm điểm thì chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng khó lòng mà không giảm được. Đấy là những cái yếu tố rủi ro bên ngoài kinh tế, để anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được những ý chính như vậy, đúng không ạ? Hoàng nghĩ là những yếu tố rủi ro này nó chưa thể giải quyết ngay được. Đấy là những cái điều mà anh chị em chúng ta cần chú ý ở giai đoạn sắp tới. Ok, thì quay về cái thị trường chứng khoán trong nước của chúng ta thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay là một cái phiên đáo hạn phái sinh. Thì chúng ta thấy là có những cái sự biến động ở đáo hạn, khi mà chúng ta thấy là về mặt
cái hợp đồng tương lai VN30 FM thì chúng ta thấy là cái biến động, cái dao động của nó rất là lớn. Chúng ta thấy là chỉ trong một vài phút thôi thì nó có thể là kéo và nó đẩy xuống những cái biên rất là lớn. Thì chúng ta thấy là thị trường cũng bị ảnh hưởng một chút về cái việc mà đáo hạn phái sinh trong ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái thanh khoản nó chỉ quanh 9.000, hơn 9.000 tỷ thôi. Và chúng ta thấy là độ rộng thị trường thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu nó cũng không có cái đà giảm quá mạnh. Giảm mạnh ở đây là từ 5% đến sàn thì nó không có. Thì chúng ta thấy là nó thể hiện với việc mà cái thanh khoản thấp như thế này thì nó thể hiện cái thị trường thì cũng không có nhiều các áp lực bán lắm. Có nghĩa là hiện tại thì nói chung là cái xu hướng thì họ nghĩ là xu hướng sideways thôi. Và về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể là nhìn thấy là đoạn này là đoạn sideways down. Chúng ta có thể là kẻ cái trend thì chúng ta thấy là đang đi trong cái trend giảm như thế này. Và chúng ta thấy là đi ngang trong cái vùng 1017, khu vực thấp nhất 14 chứ, đến 1001 thì chúng ta có thể là đi ngang trong cái khu vực này. Nó gọi là sideways down, bởi vì chúng ta thấy là khi nào vượt trend thì nó gọi là sideways up. Đấy là về mặt kỹ thuật thôi, nó thuần túy là như vậy. Nhưng mà về kinh nghiệm của mình thì thấy là đoạn này cái việc mà chúng ta mà mua thì chúng ta chỉ canh mua tại những cái vùng thấp, có nghĩa là tại những cái vùng bên dưới này thì chúng ta mới mua, và chúng ta phải có cắt lỗ tuyệt đối. Còn đoạn này nó thật là cái việc mà chúng ta mà cứ mua FOMO xanh thì chúng ta rất lẽ là khó có lợi nhuận. Mà đoạn này thì chúng ta đánh từ 5-10% thì chúng ta nên thoát. Đoạn này thì những yếu tố nó không ủng hộ. Thì đấy là cái nhận định chung cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Còn về mặt các cái cổ phiếu thì chúng ta điểm nhanh qua sơ thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta đi qua các cái cổ phiếu chứng khoán này, vì chúng ta thấy là ngày hôm qua chứng khoán tăng rất là mạnh. Thì nói chung là hiện tại chúng ta thấy là những cái cổ phiếu chứng khoán thì nó chỉ được 1-2 phiên. Với cái dòng tiền hiện tại chúng ta thấy là thanh khoản nó rất là thấp, nó chỉ từ 8-9.000 tỷ thôi. Những cái phiên giao dịch gần đây thanh khoản nó lớn hơn. Thì chúng ta thấy là thanh khoản nó cũng chỉ là quanh cái khu vực 8-9.000 tỷ. Thì chúng ta để ý là cái việc mà để cổ phiếu nó tăng mạnh 3-4 phiên liên tục thì nó không có. Đấy là những cái điều thể hiện cho cái việc là một cái thị trường sideways ảm đạm. Thì đối với cổ phiếu VND thì chúng ta thấy là hầu như là những cái cổ phiếu này hôm qua có một phiên tăng rất là mạnh, đóng nến rất là đẹp, nhưng mà chúng ta thấy là ngay bị bán ngược trở lại. Thì còn đánh giá là dòng chứng khoán thì nó chỉ được 1-2 phiên thôi, và nó không có nhiều các cái yếu tố nổi bật cho cái dòng chứng khoán, bởi vì còn thấy là nó vẫn rất là khó khăn. Khi nào mà chúng ta có một yếu tố chúng ta nhìn thẳng vào luôn, đó là về mặt thị trường nó tăng điểm và chúng ta thấy là về mặt thanh khoản nó cải thiện, thì lúc đấy thì chúng ta đánh dòng chứng khoán. Đấy là những cái dấu hiệu, hiện tại thì chưa có những cái dấu hiệu đấy, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta hạn chế tham gia những cái dòng này. Chúng ta thấy là chỉ lên được một phiên và hầu như bị bán lại. Đây là những cái cổ phiếu chứng khoán chính thì chúng ta có thể là xem, chúng ta ước lượng được một cái xuống toàn bộ ngành. Đấy là những cái điều mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Còn nói về sắt thép thì Hoài nói rồi, nhóm sắt thép là đoạn này thì hầu như là cái biên dao động nó rất là lớn. Và cái dòng tiền hiện tại cũng đối với nhóm ngành sắt thép thì Hoài thấy cũng đang có dấu hiệu suy yếu rồi, và cũng đang gặp những cái vùng kháng cự rồi. Nếu có bứt khỏi kháng cự thì Hoài nghĩ là đều là giai đoạn là break fail hết. Thì vậy anh chị em chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Như là Nam Kim chúng ta thấy là break fail xong hiện tại cũng đang giảm trở lại nè. Thì chúng ta thấy là đối nhóm sắt thép hiện tại cũng rất là khó rồi. Nhóm ngành đầu tư công thì như Hoàng nói rồi, có những cái cổ phiếu tiêu biểu như BLC thôi, LicoG thôi. Còn những cái cổ phiếu như là KXB hay là C4G chúng ta thấy là đối với KXB chúng ta cũng thấy là những cái vùng cản rồi, và hiện tại đang có những áp lực bán ra rồi. Hay là C4G thì đang đi ngang trong cái vùng tam giác, đúng không ạ? Đang đi sideways trong khu vực này, đúng không ạ? Đi ngang sideways thì chưa có những cái câu chuyện mới, Còn dòng ngân hàng thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Hình như là đoạn này để dòng ngân hàng nó tăng thì phải nói là rất là khó. Đấy là những cái điều mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Nói tóm lại thì đoạn này là thấy là chưa có nhiều yếu tố nổi bật. Khả năng cao khi mà tuần sau thị trường của chúng ta sẽ có những nhiều các cái diễn biến rất là khó khăn. Vì vậy anh chị em chúng ta cần quản trị cái rủi ro đoạn này nó thật là tốt. Cái đoạn này mà để mà chúng ta kiếm được tiền thì phải nói là chúng ta phải đợi thôi, đúng không ạ? Bởi vì thị trường thì
ra thấy là đang ảnh hưởng bởi những cái yếu tố thế giới rất là nhiều. Ok, thì video ngày hôm nay tóm gọn lại là như vậy. Thì chúc anh chị em của chúng ta có một cái buổi tối thật vui vẻ.